Cái con kia, cái con này của Dạ Nguyễn nè. Hú, cái vậy? Rồi con kia, con này của anh Định nè. À vậy đó hả? Cái con hồi nãy là của anh Thanh rồi. Vậy hả? Con này nè, của anh Thanh nè, đâu rồi trời? Ừ, nằm bên ngoài rồi. Đây nè, con này của anh Thanh nè. À vậy đó hả? Bây giờ mình còn kiếm con cho anh, cho anh Hiếu ha. Con cho anh Hiếu nữa mới được. Vì vậy là mình chia hết trơn, mình phải giữ đi lại con nha. Ừ. Nha. Con này nè. Rồi, rồi, đó đi. Hả? Ôi, tào lao quá. Kêu vợ. Cái này vắng, không có bóng dáng người, em. Rồi, vậy không? Ê, cái này là có anh Hiếu Lãng Tử ở trong đây luôn nha. Ngon lành cành đào luôn, hai em luôn. Cái này là của anh Út Cưng. Út Cưng nhỏ nhỏ coi coi. Của anh Hiếu nè. Này là của anh Hiếu đi ha. Đó à, nó kiếm cá cá. Bữa nay có đầy đủ luôn vậy đó. Ôi, mừng quá. Quá đã. Đã quá. Điệp mến cho gửi lời chào cả nhà nha. Hôm nay Điệp đi thăm lời cá tiếp tục cả nhà ơi. Chúc cả nhà ngày mới luôn luôn có sức khỏe. Mới bị té dưới sông rồi nè cả nhà, ướt nhẹp rồi. Con đầu tiên, con này đáng lý ra là thả rồi đó, mà mở hàng cái con đầu tiên là cho nó có nhớt vô gan cái cả nhà ơi. Con chút xíu à, chừng nào mà phụ hộ độ cho tao dính con bự bự đi rồi tao sẽ thả. Rồi thấy gì không em? Thấy. Ôi trời, lấy cái xa lại chọn góc anh. Mình thấy con rắn. Vô cái nhà. Hạ máy cũng cho cái nhà xem nè. Đây, để anh. Cả nhà thấy con cá lóc không? Đó, con cá lóc nó ủa đó. Đó, đó, cả nhà bắt đầu coi nó di chuyển nè. Thấy chưa? Cái gì? Đã rồi. Cái gì? Cái gì? Con cá lóc kiếm. Nhà thấy không nhà? Thả không? À, em cầm máy đi. Ôi, mừng quá. Quá đã. Đã quá. Thằng kia trên bờ nó nhìn kìa, thì sao chơi luôn. Chơi luôn. Chạy lại kìa. Quá trời trời trời, chạy lại rồi. Thấy anh cười cái chạy lại coi kìa. Thôi kệ quay luôn. Không biết cái nào tốt, cái nào xấu. Nhưng mà người ta thương mình thì người ta không phá. Nhưng mà dở lên chỗ này đây là một lần là người ta gặp, người ta sẽ phá. Anh có lấy thứ lưới theo không ta? Hả?
Dạ. Trời, vô vô đáng dữ rồi. Con cá. Đặt đặt gắn. Dạ. Đọc. Con này chiếc mấy anh? Gắn nhất. Dạ. Bọn tiền rồi chứ này vô rồi. Cảm ơn mấy anh. Ờ, được 380.000 ký anh. Im mà. Đỡ, đỡ khổ kiếm tiền sữa cho mấy đứa nhỏ được rồi đó. Dạ nhà em ở ngoài ngã ba Dầm Sáng Phong Điền anh. Ờ vậy hả? Rồi cả nhà. Oh, wow. Lấy chồng anh chụp một tấm hình thumbnail nha anh em ơi. Wow, đã cả nhà ơi. Gắn này để coi không không tới kia gửi với ta. Trời trời ngực kìa. Giờ được cho anh cho nó vô cái phao kia luôn đi. À có có tấm lưới à. Cá tấm lưới. Ừ. Có đem theo mà. Tấm lưới này không biết nó còn nguyên đi hồng nữa. Giờ đó chắc ăn đây. Rồi coi lại. Vô. Cả bạn ký gửi ạ. Ký tư khỏe, ký ba ký tư khỏe. Khán giả kìa, ký ba kìa quá nha. Bộ nói chắc ký gửi không anh? Cái này cho ký tư á. Khoảng ký một ký tư à. Ký ba ký tư à, chắc không biết được ký gửi không. Vô cá hả? Dạ. Bữa nay mấy anh em vô rồi. Nay vô rồi. Hạo thử một cái luôn coi. Cái này như tính cho 100g đi. Cho nó 100g đi. 100g cái này nè. Coi coi được nhiêu đây. Hạo luôn. Ký mấy em? 1,9 kg. Hả? 1,9 kg. 1,9 kg hả? Ừ. Vậy là 1,8 kg hả anh? Tại vì trừ cho nó hết 100g đi luôn đó. Cái đó là nhiêu? Cái đó là nhiêu anh? Em à, không con cái này 1,9 kg, 1,8 kg. 1,8 kg vậy là con này 1,7 kg. Con 1,7 kg. 1,7 kg. Ngon lành. 1 ký 380.000. Anh tính 1,7 kg là được nhiêu? Dạ. 500 mấy 600 ngàn hả? Ờ cũng được. Anh vô rồi. Lên đường tiếp tục nha cả nhà ơi. Rồi này 12 cửa ngục thôi. Rồi. 12 cửa ngục đâu đây đóng. Bên đây nè, là nằm bên đây. Nó có tiêu rồi. Rồi chìm mới lời rồi. Đây nè. Chìm cái lời rồi. Có. À. Thấy còn cái chai nè. Còn cái chai. Cũng được. Còn cá chê nữa nè. Ừ, con cá chê. Ờ, cá lồng kiến. Cá lồng kiến nè. Mẹ tưởng đâu cá lóc. Đấy, con chuyện nữa. Có con cá lóc nữa kìa. Cá chỗ mới nãy đó đó cả nhà. Hồi trước thì bắt con gắn 2 ký mấy, con 2,5 kg, con 2,6 kg. Hai con điệp tưởng là hết rồi đó, điệp bắt cái khu đó đó. Bây giờ dính một con này sẽ còn một con nữa. Con này 1,7 kg, 1,6 kg gì đó. Còn một con nữa cả nhà, điệp sẽ me. Không biết con gắn này con gắn đực hay là cái con gắn cái nữa để điệp coi cái đuôi coi. Cái đực cái gì? Đuôi dài. Gắn đực kìa rồi cả nhà ơi, đuôi dài lắm. Gắn đực. Còn con cái. Con cái nó một là con cái bự hơn, hai là con cái nó nhỏ hơn. Điệp trong là con cái nó sẽ bự hơn, thường như con cá lóc vậy. Cá lóc là ví dụ như có là cá lóc đực nè, ba lớn nè, nhưng cá lóc cái nó bự thì cả nhà cứ tưởng tượng giống như hiếu là lạng tử á, hiếu lạng tử với như vậy thôi, đơn giản thôi. Cá lóc thì nó nhỏ,
ủ bậy lộn mà, con cá đực thì nó nhỏ, còn cá cái nữa chà bá như 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 vậy đó, giống vậy thôi, mình tưởng tượng gắn cũng giống vậy đi ha. Rồi còn con cá chê nữa để mình bắt đi tiếp nha nhà. Là thì gông điêu không trời. Thì có hay không? Trời ơi. Cái này là của lão Thanh. Cá ru bí. Cá ru bí, cá ru bí. Người ta là ru phi. Ru phi phải bàn tay, này cá ru bí. Đợi bà cậu cho thì mình bắt luôn, bắt cá ru bí này về mình tên của nó là cá rô phi nha anh em. Vùng miền anh em biết kêu bằng cái gì nhớ để lại bình luận. Còn mà Điệp bắt thì Điệp có một cho chút xíu nhắn nhẹ nhẹ là cá rô bí để cho nó có sự thu hút của về bắt về nuôi để cho nó lớn. Bác gửi cho anh Thanh. Bác gửi bên đâu gửi cho anh Thanh đó. Nóng rong mà cũng được. Ăn con hai con thôi. Ngoài kiếm mớ mớ ốc. Ồ, mình đừng kinh chi mấy con ốc nhiều. Ốc thì cho mấy đứa nhỏ nè. Nay cuối tuần. Trời ơi, bắt hoài bắt không được Si Quynh. Trời ơi, cái lời này ăn hên. Ừ. Trời ơi. Banh hết rồi. Lời ăn hên. Được con à. Cũng được. Gần 200g, 200g gì đó. Cái lời ăn hên là gì nè cả nhà. Quay cho cả nhà xem nè. Đây. Còn gì nữa đâu. Bánh chảnh á. Đây, đây. Hai lỗ gì là mặn cá ăn hên nha nha. Anh tí lụm banh cái lợi nè. Còn đây nè, trời ơi. Trời ơi, gì mà còn con cá. Còn gì mà còn con cá. Bởi vì cái số gì hưởng của mình là của mình. Còn gìn giữ cách mấy cũng là của người ta đó cả nhà. Chứ đáng lý con cá này không phải ăn đâu, chứ con cá lóc nó vô nó phóng nè. Ví dụ như chân đây á, thì Điệp nói đi, con cá thường nó phóng mấy cái đầu này nhiều hơn đấy, chứ nó ít phóng là chiên giữa lắm. Có chỉ là vô con gắn rồi nó kiếm mấy cái đường giữa đường này kia nó bỏ ngóc đầu thôi, nhưng mà nó phóng đáng lý ra nó ra là ra các cái lỗ này rồi nè. Nè, lỗ chà bá nè, bự hơn lỗ này là chắc lỗ 22, số 22 mà gì mà không ra được. Nữa. Để cho đừng lắc nha. Hả? Có không? Có. Hả? Có. Hy vọng là không gắt là có. Có một con nào còn nó không khổng cái lò luôn. Nãy giờ là khác con. Con cũng được. Có đỡ không? Có chồng đỡ ở giá. Mạnh dữ. Có chồng đỡ giá là ý nghĩa là biết cái gì không? Giống hệt như người phụ nữ mà người phụ nữ mà lấy chồng mà chồng xấu á, hay là gọi là chồng khùng giống như anh nè. Người ta nói củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài, củi mục dễ ung, chồng khùng dễ kiếm. Tại vì có chồng khùng khùng giống như anh vậy nè, hiểu không? Yeah.
Không mà biết ăn mùng, biết trẻ chiếu à. Biết ăn hủ tiếu. Hủ tiếu, biết nói chuyện tình yêu. Khùng khôn. Con này còn dữ à. Này anh em bắt đầu dò dò dọt miệng nói à. Nói trời ơi, hai ông bà này ghê quá, bởi vì lúc nào cũng năm đứa chứ. Thứ gì chịu nổi. Quá trời rồi cả nhà ơi. Vô tới đây là tới công chuyện nữa rồi. Đó, tới công chuyện với đống bọc này nè. Cái máy 25 ngựa mà ủi lục bình, ủi nó không nổi. Kiểu này đẹp tính là lên con 42 ngựa. Mà để mai mốt xuống Anh Định. Xuống Anh Định, con của Anh Định là con máy 13 ngựa. 13 ngựa với cộng với 25 ngựa là nó ra bao nhiêu ta? 13 hả? Ừ. 38. Cái gì? 38. 38 ngựa hả? 38 ngựa cũng được, mai mốt xuống lấy con máy của 13 ngựa của anh Định về đấu vô đây. Giáp đi vô luôn, chơi cho hai cục máy luôn. Bây giờ chạy mà nó ủi cái nhà coi vậy đó. Sao mà còn vô tổng thăm có hai cái lời nữa. Còn vô tới cây cầu đó. Thăm hai cái lời nữa mà đi không nổi rồi. Ủi vô quá trời ủi rồi cả nhà, không biết là nằm đâu nữa. Cái là nằm trong đây nè. Ủi nó muốn bệnh sao lấy lại. Trên cái lưng nè. Có không biết nữa nè. Ủi vô muốn bệnh mà không. Không có cá nó báo chứ. Ôi trời, vô ngoái nữa. Dạ. Thương cô Đinh nè. Cô Đinh. Wow, cô Đinh này nuôi đã lắm. Cô Đinh ăn về cho anh hai. Ăn về cho anh hai nuôi. Ừ, cái lời gách banh trên rồi cá lóc ra trên. Cô Đinh cả nhà. Quá mệt rồi, còn bên kia một cái nữa. Dọn bãi chiến trường luôn đi. Trời, con này con cô Đinh nghe nhà chứ không phải con ba nha. Con review cái cho cả nhà xem là có con cu Đinh và cái con ba. Con ba là cái dè này nè, nó không có bự gì. Con cu Đinh nó có hai cái dè, thường á nhìn nhầm con nó bự á, nó lớn á là người ta lấy hai cái tay của người ta cầm hai bên nè. Hai bên hông vậy nè, cầm hai cái tay à. Đó, là cái dè con nó lớn nha. Cái con ui da, nó mạnh lắm. Mạnh ghê không? Chịt cái là nó cắn, thấy ghê lắm. Cổ nó dài lắm nè. Đây là con cu Đinh nha anh em, chứ không phải là con ba. Nó dài vậy đó. Đây cái dè này của nó bự nè. Cái dè này hai bên cái dè nó bự. Con ba thì cái dè nó không có. Ôi trời ơi trời. Con này giờ điệp thả ra nha. Thả nó trong đi, không xin đi. Quỳnh, chứ cái con này mình có hồ bọn mình nuôi nó bự lắm á anh em. Con này á nó thuộc là giống hệt như mình bán nhà hàng đồ á, là của người ta là nói chung là mắc tiền hơn con ba. Vậy như vậy đi. Đổi đi cưng, anh đổi ý à. Chộp rồi lại à. Rồi ok. Không thấy luôn thì chắc tới vậy đó. Mày nuôi lần sau em ơi. Dưỡng máy kìa. Quá mệt rồi. Quá ơi. Việc là không nằm thế nào nữa nè. Cục cỏ nó trôi luôn á. Ủa trời lỡ chắc. Có cái lỡ nằm ở đây nè. Cái lỡ này có ạ. Cái lỡ lỡ nằm biệt bị bên kia. Rồi dẹt một chút xíu nữa. Dẹt lắm. Chơi luôn dẹt ạ. Lui lại em. Quá mệt rồi. Thôi chạy.
vừa cho đặt cái ở đây, nó vô chừng 1000 con cá trong cái lời này nữa cũng không đặt nữa. Mà thấy bà cứu nội bữa hổm chóng không có hai cái lời trong này mà nó mất thời gian rồi, hồi nãy là cả tiếng đồng hồ không đi không ra được, bây giờ họ ra nè, ra họ ủi tóc tốc độ. Ôi trời, con chỉ chạy ở đây mà cái kính con cá ba lớn trời, chưa được 200g nữa không lấy dục con cá luôn luôn chứ. Nó tức cả nhà, nó mệt lắm đó nha anh em nào mà đi thăm lờ mà lằn cỏ mồm với lục bình là biết. Hồi lúc mà mình đi á là mình đặt á là con kinh trống, khi mà mình đi thăm rồi con kinh nó nở lục bình ra cái này nè, đây nè hết đường luôn rồi cả nhà, là mình đi nó mệt lắm tới công chuyện luôn. Má ơi cứu con, thôi mà kệ cả nhà ơi, mệt mệt chứ được, con gắn là hết mệt rồi. Nhiều khi mình cực khổ mà tới hồi bà cậu cho dính con gắn bự hơn con này nữa sao dám. Anh em đây mơ đi điệp, kiếp sau đi điệp quá mệt. Rồi, quất lên cái lờ luôn rồi. Dán lên cái lờ luôn rồi. Khó thấy à. Ô, cái này em ơi. Đó. Dữ trời. Ai cuốn này hả? Nè, nè. Rồi, ai cuốn lên luôn rồi, ai thăm rồi cuốn luôn. Cuốn rồi dục lên luôn. Đó là lúc nào cũng có cá trong cục cỏ ngon quá trời. Trời nó lấy cá rồi không biết đặt lại á. Quái đạn không? Đang mệt nãy giờ gặp kiểu này nó hết rồi. Gặp kiểu này nó tới công chuyện nè. Không phải gì đâu. Cái lời này nguyên á, là bị mấy anh nó thỉnh giáo rồi. Dục cho em đi. Cái lời này lũng mấy anh nó mới bỏ lại. Đây. Lỗ chờ bá nè, thấy không? Thấy. Nè, cái lỗ đây nè. Thấy à, lũng lỗ chờ bá rồi. Ừ. Đó, tốt lành gì đâu. Lũng mấy anh mới mới dục lại. Chứ nguyên là anh tẩm rồi. Thôi ơi. Lằn ra cái cục lục bình đó muốn tai biến luôn. Rồi. Rồi. Cái lợi nó ở bên đây nè. Nó hẳn đi lên nè, quá xa, đi nuôi lần sau. Đây cục cỏ nè. Để nó được đây. Cục hạ, hỏng đầu hả? Hỏng đầu sức cây, bung cây. Quá đã rồi, ba con cá chê. Lời của anh định bán là gì không nè anh em? Đó anh em thấy ghê không? Đâu coi. Đó. Ủa cá dinh vô luôn hả? Ừ, là anh Định hả? Cái gì là vô cá dinh luôn vậy? Trời ơi, là anh Định đó. Chung hài ai đâu, là anh Định đó nha. Đó, anh em nhớ mua lời của anh Định nha. Lời của anh em khác không biết đặt làm sao chứ. Số điện thoại của anh Định là 0383570200. Lặp lại chậm tí xíu. 0383570200. Zalo cũng là số đó. Anh em có khỏi cần mua tay lứ thả. Mua lời này đặt là dính cá dinh nè, làm chả cạo chả ăn. Sợ quá anh Định ơi, tôi thiệt, tôi sợ thiệt. Cá dinh cũng vô luôn, tới công chuyện thiệt chứ. Đây, có anh em mới nói anh em. Đây, cá này cá mẹ dinh nha. Đó. Mẹ Vinh. Nhưng mà thường ở miền Tây gọi là cá chà dinh không à. Như vậy đó. Chính tả thì chặt lắc. Sai. 10 người nói chính tả đúng chừng được chừng 3-4 năm mà. Còn 5 người toàn kêu cá chà dinh không. Chứ nó là mè vinh á. Thôi con này bỏ đi em. Thả đi. Thả đi. Thả nghe nha. Con cá còn sống nha. Còn nhảy. Để mấy công về mẹ hỏi sao bữa nay mày đi thả lứ nữa gì. Ừ. Đúng rồi. Má công. Thả đi. Mình chỉ bắt cá chơi trắng thôi. Cá chơi trắng giờ Điệp bắt đầu đi đêm cái nha. Đây. Đưa cái đi rồi tắt. Rồi Điệp sẽ ốp máy. Tại vì Điệp bắt Điệp xử lý mạnh. Điệp không quạt quay. Ok cả nhà nha.
tù. Vô. Có chuyện để nói. Vô. Ôi. Má ơi nó đã. Vô rồi bà con ơi. Quá đã rồi, có chuyện để nói rồi. Cả nhà biết cái con gì không? Cả nhà đón coi. Của lão nào thì lão nào lên tiếng nha. Cái này là lão lão Dạng, lão Định, lão Hiếu nha. Chứ Điệp đồ với anh Thanh đồ không có vé đo nha. Lão nào lên tiếng nha. Giờ hết biết nói rồi, để cái máy đây ở đây một cái nghe nha. Lão nào đây? Lão nào thì lão đó lên tiếng nha, nhận hàng nha. Ây da. Nhẹ. Rồi chắc là có lẽ là mình không quen đó cả nha. Của mấy lão đó mà mình thò tay mình bắt không quen. Quá phê. Vô. Con này mới đã nè. Vô. Con này là ú mềm luôn. Hai con, một cặp. Con này là ú lắm đấy. Hê. Quá đã, vô một cặp luôn cả nhà ơi. Vô. Vô đi, trời mắc cỡ gì nó không biết nữa. Vô đi, nó về anh ăn niu bằng trăng Việt. Vô. Không vô thôi, nằm đó luôn đi, cũng được nữa. Quá đã, hai con. Phê lắm cả nhà ơi. Sướng tới công chuyện. Hê. Đây. Nó hơi tối một chút xíu nha. Quá đã. Đó, nhà thấy không? Nó mề cái này nè, mới gọi là cá gô mề nè. Đó, mề mà nó dạng đã ghê không? Con này mắc cỡ hả mày? Cỡ không dám lặt lại hả? Đó. Tới công chuyện luôn. Rồi, thôi đi lên đường. Đựng con cá rô nữa. Cá rô nhỏ nha. Cá rô này của, để coi ba con này coi. Rồi bây giờ đi bắt nha. Giờ ở trong tay Điệp cầm là ba con. Đây. Trong tay Điệp cầm ba con. Giờ coi coi vợ. Trong này vắng vẻ nè. Em. Trong này vắng nè, không có bóng dáng người nè. Cũng giấc này cũng tầm giá 12 giờ. 12 giờ mấy rồi? Em. Chiều anh một lần đi. Lao quá hôm nay. Đo. Đo gì? Có con nào em đo được không? Thôi trời lao, đâu có con. Con này được, con này được. Nè cầm đi. Con này nè. Cái gì? Con này nè. Con đó đo, em đo được không? Con này được, được. Tao chỉ con này là biết rồi, mới đo mới được hả? Rồi mấy con, cái con kia. Cái con này của Dạ Nguyễn nè. Hú, ghê vậy. Rồi con kia. Con này của anh Định nè. À vậy đó hả? Wow. Cái con hồi nãy là của anh Thanh rồi. Vậy đó hả? Con này nè, của anh Thanh nè, đâu rồi trời? Ừ, nằm bên ngoài rồi. Đây nè. Con này của anh Thanh nè. À vậy đó hả? Bây giờ mình còn kiếm con cho anh Hiếu ha. Con cho anh Hiếu nữa mới được. Vậy là mình chia hết trơn, mình phải giữ đi lại con nha. Ừ. Nha. Con này nè. Rồi cái này, đó đi. Hả? Ôi trời lao quá. Kêu vợ. Cái này vắng, không có bóng dáng người, em. Rồi, vậy không? Vậy. Vậy mà gì không biết nữa. Vậy mà thì trúng tùm lum tùm la. Thôi lên đường nha nhà ơi. Con vợ nó nói cỡ nào là cỡ đó đi ha. Là cả nhà biết rồi ha. Cỡ nào? Cỡ này nè. Nào.
Người ta nói cỡ này rồi còn đo anh chi nữa. Dạ, rồi ok. Cái lò này hỏng nè anh em ơi, thấy không? Thấy không, cá bự hay là cá nhỏ thôi, thấy nó hỏng này, thấy nè. Nó ô kìa, nó ô ô chắc con cá nhỏ quá. Ôi, ôi em ơi, đâu em ơi, em ơi, trời ơi, trời ơi, ơi. Đã bả rồi đâu. Cái lời này bữa hổng em nhớ lại không? Nhớ, nhớ bữa hổng với cá lau kiến. Cái nói lần nào cũng dính cá lau kiến hết trơn. Anh lấy cá lau kiến về đi là chiến sao dính cá lóc. Ngày chốc rồi. Ui đã cả nhà ơi. Vậy là có ấy luôn, có chuyện đi để nói đi luôn nè. Biết có chuyện, có chuyện gì. Ê, cái này là có anh Hiếu Lãng Tử ở trong đây luôn nha. Ngon lành cành đào luôn, hai em luôn. Cái này là của anh Út Cưng. Út Cưng nhỏ nhỏ coi coi. Của anh Hiếu nè. Này là của anh Hiếu đi ha. Đó à. Nó kiếm cá bữa nay có đầy đủ luôn nha ta. Còn cá lóc. Cá lóc. Cá lóc này em đoán khoảng cá lóc đó khoảng từ 700-800 gram. Em xác xác lại cá cho nhà xem. Cá lóc này từ 700-800 gram cả nhà ơi. 800 gram à, 800 gram à. Ừ. Tới con chuyện luôn rồi. Cái đó anh đổ đi anh này bắt, bắt nó ghê quá à. Có mấy, tại vì bắt được cả nhà, nhưng mà có cái là có mấy con cá chê trắng. Rồi được đổ ra rồi để sẽ xử lý sau nha, nha, nha anh em. Cái lò mà ship lên gì đi, hiện đỡ nè. Ê, ê, ê. Cá bự nha, điệp đổ nha anh em ơi. Đổ vô đi, chắc ăn nè. Đổ vô cái, tại vì cái con này bự nè. Con này cũng hơn 100 ngàn đó anh em, lỡ nó xuống sông cái là không có tiền xăng anh em ơi. Cho nó vô cái đi rồi điệp sẽ xử lý sao. Nè còn hai con cá chê ha, để ghi qua bên nha. Quay cá lóc cá cho cả nhà xem cái các em xem chòm em, chứ anh không có dám dơ lên. Thấy rồi, chà bá về cân là biết rồi. Hả? Về cân là biết. Sát sát xuống cái em. Hơi hơi xuống cái nha. Sát xuống tí nữa. Ăn cảnh rồi. Anh tưởng bữa nay dính cá lau kiến nữa. Còn hai cá chơi nha anh em. Giờ còn có lại đầy đủ cho giờ phải kiếm thêm con nữa cho Út Trường. Dính con đầu tiên là của anh Thanh, bữa hàng hên quá nó đi nguyên luôn luôn. Cà cà. Anh Thanh dẫn đầu. Nó xuống tới con chuyện. Giờ xử lý bắt cá chơi anh em ơi. Rồi đâu? Rồi. Kiếm kiếm tử cho. Chưa thấy nha. Lành ít mà giữ nhiều rồi. Đó là kia kìa chị em ơi. Nhỏ đó, cái lời nó bị nhỏ kìa. Lành ít giữ nhiều. Vô rồi em ơi, cái này hỏng nè em ơi. Quá đã rồi, cái này có rồi, 100% không có nghỉ, đặt lờ. Cái gì vậy? Ừ. Giống như ông Giảng Nguyễn nói vậy, không có nghỉ, đặt lờ. Đừng lũng nha. Ê, có à. Phải lấy lũng cái cho cừ đã. Có à, có được con cá chơi trắng nha anh em. Đó. Được con cá chơi trắng. Trời ơi trời. Nhưng mà nó nhảy dữ á, tính ra con cá chơi trắng này nó nhảy mạnh hơn con cá lóc luôn á, hay trời. Không hỏng nó luôn á. Thôi để đẹp ngưng máy để bắt cả nhà. Mới gặp hai đồng nghiệp cả nhà, hai đồng nghiệp hai anh đó đi bắt ong. Hỏi đẹp sáng giờ được mấy tổ rồi. Đẹp nói đẹp đi thăm lờ cá. Rồi hỏi là ảnh nè, nói anh bắt là sáng giờ được ba tổ. Mà được nhiêu mà? Được rất mấy gì hay gì hết. Hả? 2 tỷ. 2 tỷ hả? Ờ. Cái này nữa là hết nha nha. Cái này nó về nha. Rồi, cái này nó dính ốc bu nè, đã lắm. Rồi về cả nhà ơi. Trời ơi.
lỗ bên lớn rồi còn gì. Cái gì? Lỗ bên lớn còn gì nữa, có cá vô nó cũng ra hết rồi. Mấy anh tí này phá quá. Lại coi 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 căng. 3 kg 9. Hả? 3 kg 9. 3 kg 9. Như trừ 900 gram đi. Chứ cái này là không tới 900 gram nha. Còn 3 kg luôn. Được được con cá lóc bự để ra là cái lóc bự này này đi lên coi nhiêu. Làm im đi, hợp tác với anh. 750. Hả? 750. 750 gram hả? Anh gắn nè, để gắn. Vậy. Rồi con gắn nha. Gắn này căn nguyên này cả nha. Rồi mình trừ sao? 1 kg 8 50. 1 kg 8 50, sát sát vô cái cả nhà nhà mẹ nó mới thấy. Dưới máy đi. 8 50. Cho còn 1 kg 8. Hả? Không, cái này cái túi này dày. Mình phải trừ cho nó đàng hoàng. 100 gram. Đây. Trừ hao ha. Đây, áp vô. Mày thấy được. 100 gram. Hả? 100 gram. 110 gram còn nhiêu? Còn ký 750, tính ký 7 đi. Rồi. Còn ký 7. Còn 1 ký 7. Được cả nhà ơi. Nói với cả nhà là cái con rắn này là bằng 5 kg cá lóc nha. Đúng, một con rắn này là bằng 5 kg cá lóc. 5 kg cá lóc như mình tính 3 kg cá đi. 3 kg cá như cá lóc bự đây kia này. Cái này tính cho 500 mấy đi, tính cho như 500 ngàn thôi. Chứ cái kia 200 ngàn tiền cá nữa đi. Là 700. 700 ngàn nha. À thì anh em xem video thì mới có biết được nha. Thì điểm nói là thường mình đi thăm mình lên à. Thì có dính, nhưng hôm nay đi thăm với vợ là dính nữa. Mấy con này nhỏ hơn con hổm, mấy con hổm tới 2 kg mấy. Đã quá nha. Để mình cho nó vô cái túi dưới đây. Wow, cá bự. Đã quá cả nhà ơi. Như gì là có tiền nha. Vì là nó là cái tiền lụm bạc rồi. Rồi thôi Thành buộc đi lại một cái cả nhà ơi. Nói chung là cũng mừng đi thăm ta có mừng mấy cái là cũng được 3 kg cá. Thôi video của Điệp thì Điệp gửi lời chị ăn chúc đến quý ông bà quý bác anh chị em gần xa trong nước và ngoài nước nha. Một buổi tối xem clip của Điệp luôn và hạnh phúc yêu thương cuộc sống. Và Điệp mến gửi lời chào cả nhà nha. Cả nhà có nhu cầu gì xin liên hệ trên góc phải video màn hình của Điệp nha. Thì có bán chấm lương, mỏ chăn, rượu ông dẻ, ông gần thiên nhiên nguyên chất. Xin liên hệ số điện thoại của Điệp là 0908 765 334. Còn trong phần bình luận với cái lời mà Điệp đi đặt hàng ngày nè, thì của số của anh Định Nguyễn Hậu Giang bán lời cá cải tiến 1 cái 35.000 đồng. Thì anh ship 5 cái, anh không bao ship, 10 cái đổ lên, anh bao tiền ship. Đó là số điện thoại là 0383 570 200. Trong phần video nãy Điệp cũng có nói rồi, giờ cuối video Điệp nói nữa cả nhà. Có gì cả nhà cho chăm chế nha. Giờ Điệp bye bye, hẹn cả nhà clip tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại. Em gửi lời chào cả nhà em ơi. Chào cả nhà, bye bye cả nhà. Thank you.